Timezone là khu vui chơi chơi gấp thú bông đó mọi người. Tiếp tục lấy đi. Nhiều cái khu để vui chơi lắm mọi người. Okay, okay. Mommy don't know how to fly this. Which one want play? No, the easy one. Oh. Okay, candy. Wow, cái này là trò chơi gấp kẹo đó mọi người. Quá chơi kẹo luôn. Rồi. Ba ba, one by one. One by one, bye. Bây giờ nhà văn sẽ chơi thử trò chơi gấp kẹo. Lost.
Đây cũng là trò chơi gấp kẹo. Bà ba đi. Đây bà ba chị. Cái này là mình di chuyển để mình chọn kẹo đó các bạn. Không có chơi được, không có lấy được một cái gì hết mọi người. Chơi tàu cướp biển đó mọi người. Khu vui chơi dễ thương lắm mọi người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.